Nhiều người khuyết tật đang được tham gia khóa đào tạo kỹ năng công nghệ số miễn phí tại Hà Nội. Khóa học kéo dài trong 5 tháng do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Trung tâm Nghị lực Sống tổ chức với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản. Chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ người khuyết tật có thêm kỹ năng để tìm việc làm, bởi họ là một trong số những nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất do dịch bệnh. Những đôi tay mới ngày nào chưa quen bàn phím máy tính, những người khuyết tật với trình độ khác nhau, có người mới học hết cấp 1. Hôm nay, họ được học những kỹ năng chỉnh sửa ảnh. Một lớp học đặc biệt tại Trung tâm Nghị lực Sống. Thầy giáo là người khuyết tật, các học viên chủ yếu bị khiếm thính hoặc khuyết tật vận động. Để em cố gắng em học và em đi làm để tự lo cho bản thân. Vàng Gia Nhất, quê ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, người dân tộc Mông, một trong những học viên lớp học. Anh bị khuyết tật chân thể rất nặng. Biết về thông tin khóa học trên mạng, anh đã đăng ký tham gia. Vàng xuống Hà Nội trong sự ngần ngại của tất cả mọi người ở quê và cả gia đình. Bố mẹ bảo là coi như này thì ở xuống Hà Nội thì không làm được gì đâu, họ sẽ bỏ mẹ con thôi, chứ con người khác đi được, người khác không làm được, chứ con không đi được thì con sao làm được. Nhưng mà em vẫn cố khuyên bố mẹ cho em xuống rồi. Em cố và ý chí của em thì em sẽ không bỏ cuộc. Hôm nay, 11 thành viên của lớp sẽ tham gia buổi tuyển dụng tại một công ty. Bài thi kéo dài trong một tiếng, chỉnh sửa những bức ảnh có sẵn. Vì tương lai của em và của anh ấy nữa. Vì anh thế, mình cũng phải có trách nhiệm với bản thân của mình. Chứ mình phải có để nó trôi qua tháng năm như vậy. Mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình để bản thân của mình thay đổi cuộc sống của mình. Vì có những người họ còn kém mà mãi không rất nhiều. Tăng cơ hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật là ý nghĩa lớn nhất của dự án do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc thực hiện với sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản. Chúng tôi hy vọng rằng những học viên này sau khi học xong có thể được tuyển dụng làm việc về kỹ thuật số. Điều này cho phép họ linh hoạt hơn để họ có thể làm việc tại nhà. Họ không phải lo lắng nhiều về các vấn đề phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Vì thế, khóa học này chuẩn bị cho họ trong bối cảnh phục hồi sau COVID-19 và cũng là để chuyển dần sang cách mạng công nghiệp 4.0. Vàng và Dũng đã hoàn thành và hài lòng về bài thi của mình. Đó là kết quả của rất nhiều ngày đêm để vượt qua sự mặc cảm, để tin vào mình. Vàng còn đang tự học tiếng Anh để tiếp tục mở ra nhiều hơn những cơ hội cho cuộc đời mình và những người bạn khuyết tật khác.